Đâu đâu cái gì đâu? Đây. Ôi xem ạ. Ui, kia kia, trứng rắn đấy, kia, đừng sợ vào, sợ quá. Ui, sợ không? Ui các bạn ơi, cái gì cái quả gì nó đỏ đây? Ôi có một quả trứng sắc màu. Trứng đỏ này. Ôi to chưa này. Bác cá tôi lấy đi. Ôi quả trứng đỏ, quả trứng màu đỏ, các bạn đã nhìn thấy quả trứng màu đỏ bao giờ chưa? Nào, bác cá tôi lấy đi. Nào, lấy quả trứng nào. Ôi một quả trứng. Rồi, đẹp quá. Ôi quả trứng màu đỏ đẹp vậy. Rồi chúng mình sẽ lấy cho vào ô tô nhá. Bạn Gato ơi, bạn chạy về lấy ô tô đi. Chạy đi. Ồ, chạy rồi. Ồ, bạn Gato đã cầm ô tô ra rồi. Rắn mang đây. Mang đây để cho trứng vào. À đúng rồi bạn Gato ơi, bây giờ mình thử đập quả trứng này ra xem có phải là trứng ăn được không hay nào chỗ trứng giả nhá. Rồi để đập thử quả trứng này ra nhá. Tôi đập đi. Ôi vỡ rồi. Xem nào, vậy ra xem nào. Ôi các bạn ơi, trứng thật đấy các bạn ạ. Ui, có cả lông đỏ này. Ôi các bạn nhìn này. Ới, ôi, đúng là quả trứng thật đấy. Rồi mình đi xem trứng đi. Ôi đây không phải là trứng rắn đâu các bạn ạ. Trứng này chắc ăn được đấy. Thôi đúng rồi, mình sẽ đi săn trứng nhá. Nào bạn Gato ơi, mình mang ô tô đi để săn trứng tiếp đi. Ôi, bạn Gato lại tiếp tục đi rồi. Bạn Gato ơi tìm đi. Mình thử tìm xem có quả trứng nào không nhá. Đâu làm gì thấy gì nhỉ? Ồ đúng rồi, ở trong kia. Ồ trong gốc của cái cây này này. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy chưa? Ồ nhìn này. Wow, trong gốc. Đây. Các bạn ơi có một quả trứng màu xanh này. Rồi bạn Gato cầm bỏ vào. Bắt đi. Green. Nào bạn Gato ơi nhặt đi. Ôi. Ôi mãi trong sâu kìa. Ồ. Rồi bỏ vào trong xe nào. Rồi. Rồi, các bạn ơi, đây là trứng thật đấy nhá. Đấy, trứng thật đấy. Rồi vậy là bạn Gato ơi, cho vào đùn đi. Ồ, cho vào trong. Đừng đánh rơi nha. Rồi, đùn đi, đùn nhẹ nhàng không vỡ nhá. Đậy nắp vào. Rồi, đậy nắp vào. Rồi, đùn đi, đùn quay đi. Rồi, chúng mình đùn tiếp nhá. Và chúng mình đi săn tiếp nào. Rồi, rất là cẩn thận không vỡ nào. Đi đi. À đúng rồi, để bố lấy tờ đấy để lót vào cho đỡ vỡ nhá. Được rồi, các em ơi, anh đã nót rồi rồi. Và mình cho lên đây để nó không vỡ nhá. Rồi, rồi, nắp vào. Đóng nắp vào, ô được, cho. Rồi, đóng nắp vào. Đi thôi, chở đi tiếp. Tiếp tục đi thôi. Lâu vậy, rồi. Orange. Ô hình như có quả trứng hay gì này. Phải không? Ơ đúng rồi, quả trứng đấy. Nào mở ra cho vào. Ồ, được hai mấy quả rồi? Ồ, hai quả trứng. Rồi mình đi tiếp nhá. Rồi các bạn ơi, được những hai quả trứng rồi đấy. Ơ, kia có quả trứng kìa. Ồ, có quả trứng ở gốc cây đúng không? Đúng rồi. Ồ đây này, quả trứng ở gốc cây này. Bạn Gato ơi, có phải quả trứng không đấy? Ờ nhặt đi thôi nào. Ồ đúng rồi, quả trứng rồi. Nào, cho vào. Nào. Chúng mình sẽ mở nắp ra và chúng mình hãy cho vào nhá. Ồ mấy quả rồi, quả này còn quả thứ 3. Cho vào. Quả màu vàng. Ồ, bạn Gato rất là nắn nót nha, không sợ nó vỡ đấy. Rồi, đi tiếp. Mình hãy đi tiếp thôi. Đi nào, ô tô. Mắc rồi, đi rồi, bạn bỏ đá ra nha. Ồ, bạn Gato bị mắc rồi, bỏ đá ra nào. Hất dạ. Ôi, nặng thế. Ô, có gì kìa, cái gì ở bên trong này. Ô kìa, có quả trứng, ôi, quả trứng màu tím các bạn ạ. Ô, một quả trứng màu tím này. Rồi, cho vào. Ôi. Ai ngờ lại có quả trứng. Nào, cậy ra. Rồi, mấy rồi? Ô, 4 quả trứng. Rồi, mình đi tiếp đi. Ôi, gần đây xe trứng rồi các bạn ạ. Đi. Lại đi tìm tiếp nha. Thôi, để xe ô tô đấy xong mình đi tìm xem có quả nào nữa không mình mang về ô tô nhá.
Thấy con nào chưa? Ồ, ra gốc cây kia xem có không? Liệu gốc cây chắc là có đấy. Không biết là con gì nó hay đẻ trứng ở gốc cây vậy. Ôi. Ồ, gốc cây này chẳng có gì các bạn ạ. Cái gì đấy, có gì không? Ơ bạn Gato ơi, đây quả trứng hay sao này? Đi qua mà không biết à? Ui, hình như đây có quả trứng đúng không? Đúng, đúng quả trứng rồi. Đây, đây, đây. Ồ, đúng không? Blue. Phải không? Ồ, đấy, quả trứng đấy. Màu gì vậy? Màu. Ôi, các bạn ơi, quả trứng màu xanh. Thôi, mang về cho tô nào. Thấy tô chưa? Nào, cho vào tô. Ồ, được nhiều chưa? Ô nhiều ấy. À, lại một quả trứng màu xanh nữa kìa. Nào đi tìm tiếp nào. Đi. Rồi bạn Gato thôi, để gọn ô tô vào góc đấy nhá. Đi thôi. Thấy quả nào không? Ô, phải không? Ô hình như cục than thì phải. Ô đâu đâu? Black. Ô quả trứng thật à? Ô quả trứng màu đen các bạn ạ, cho bạn xem nào. Ô, quả trứng thật đấy. Nào, mình lại cho ô tô nhá. Được mấy quả trứng rồi, lại quả trứng màu đen nữa. Ồ, gần đầy ô tô rồi các bạn ạ. Rồi, đi thôi. Ồ, nóng ạ. Ồ, bị đầy luôn, cho xuống dưới này nhá. Rồi, được. Đi thôi. Nào, cho ô tô đi tiếp đi. Cẩn thận đừng vỡ trứng nhá. Trứng này à, dễ vỡ lắm đấy. Đi đi. Đi thôi. Ôi, đường này rất là khấp khảnh luôn. Bởi vì một chỗ khấp khảnh nên đã bắt được một quả trứng đấy các bạn ạ. Đi đi. Ôi. Ơ bạn Gato ơi, nhìn hình như ở kia có quả trứng hay sao ấy. Phải không? Ô, cậy ra. Ra xem nào. Ồ, đúng là quả trứng. Sao nó lại chui ở dưới đất thế nhỉ? Ồ, rồi mình sẽ cho vào. Ui, nhiều vậy. Cho xuống, cái này xuống nào. Cho vào đây. Blue. Rồi, gần đây rồi. Gần đây sẽ xuống rồi, đó, đây bạn. Rồi, đi thôi. Đi tiếp nào. Đậy được rồi mà. Đậy được đấy, để vào. Con đậy vào đi. Đấy, đậy được rồi, đi. Ừ, không sao, đi, đậy được. Rồi đi tiếp nào. Ồ, ô tô đầy trứng chưa? Ồ, hình như đây có quả trứng này. Ồ, các bạn ơi, đây quả trứng phải không? Ồ, đây này, đây này, đây này, đúng rồi. Bà Gato ơi, quả trứng đây này. Quả trứng này hai màu luôn nhá. Có cả màu đỏ và màu tím luôn này. Nào, lấy trứng thôi. Ôi, xem nào. Ồ, các bạn ơi, nhìn này. Bạn Gato cho bố xem nào. Ồ, các bạn ơi, quả trứng này lạ chưa này. Hai màu luôn. Màu đỏ và màu gì đấy? Red. Đúng rồi, mình cho Purple. Bạn nào. Xeo tôi mình đầy chưa? Ui dồi ôi. Ôi, gần đây rồi các bạn ơi. Để bố ấn xuống nào. Ôi, khéo nha. Rồi, đầy chưa? Và ôi. Được rồi, nào đậy vào. Thôi gần đầy đấy. Ờ, đầy ô tô thì mình sẽ mang về nhá. Rồi mình đi về nhá. Rồi đi tìm tiếp đi, nếu mà không còn nữa thì đi về nhá. Ôi bạn Gato ơi, tối rồi, đi về thôi. Thôi đi về nhá, tối quá rồi. Bạn Gato hình như đã phát hiện ra một quả trứng thì phải. Ô kia kia đúng không? Ồ, mình đến gần xem là đi. Mình ra xuống mình xem phải quả trứng không nhá. Ơ, có phải quả trứng không nhỉ? Không phải, không phải. Ơ, sao nhiều màu vậy? Đâu? Ô, xem nào. Không phải quả trứng. Úi dồi ôi, vỡ rồi. Các bạn ơi, quả trứng thật đấy. Ô, quả trứng này 4 màu liền nhá. Nhưng mà bạn Gato anh vỡ rồi. Ồ, vỡ mất quả trứng rồi. Thôi, cầm vợ quả trứng này vẫn ăn được đấy nhỉ? Mang về nhà đi.
đi để tớ mang về hộ nhé, không vỡ. Đi thôi. Rồi, cầm về nhé, quả trứng này cầm về, không thì cho vào đấy là nó vỡ này ra các quả kia nhá. Rồi các em ơi, quả trứng này anh sẽ phải cầm, không thì nó vỡ rồi. Các bạn ạ, đây là dập đấy đấy. Nào bạn gái tôi mở ra xem được nhiều trứng chưa nào. Ôi các bạn ơi, một xe ô tô này, trứng đủ các màu sắc khác nhau này. Thôi đi về thôi.